Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình Đường đến Vinh Quang. Đây là cuộc thi tuần thứ 2 của tháng thứ 6 năm học 2020-2021. Quý vị và các bạn thân mến, Hương Giang hy vọng rằng các thí sinh của chúng ta đến với cuộc thi ngày hôm nay với một tâm thế rất là thoải mái để các bạn có thể tự tin nghe thật rõ các câu hỏi và đưa ra đáp án chính xác. Chúc cho các thí sinh của chúng ta gặt hái kết quả tốt nhất. Và đến với chương trình hôm nay, xin được trân trọng giới thiệu về phía Hội đồng Cố vấn và Biên soạn đề thi, trân trọng giới thiệu thầy Nguyễn Phương Toàn, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tiền Giang, Phó Chủ tịch Hội đồng. Cùng với sự tham dự của quý thầy cô là các thành viên trong Hội đồng Cố vấn và soạn thảo đề thi. Về phía quý vị đại biểu tham dự chương trình, xin được trân trọng giới thiệu sự hiện diện của cô Quỳnh Thị Phượng, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tiền Giang. Trân trọng giới thiệu ông Cao Trung Tín, trưởng phòng chương trình Đài Phát thanh Truyền hình Tiền Giang. Trân trọng giới thiệu ông Trương Quốc Tuấn, đại diện VNPT Vinaphone Tiền Giang. Về phía quý thầy cô đại diện cho các trường có các thí sinh dự thi trong cuộc thi hôm nay, xin được trân trọng giới thiệu sự hiện diện của thầy Phạm Văn Nghiêm, hiệu trưởng trường Trung học phổ thông Thiên Hồ Dương, tỉnh Tiền Giang. Trân trọng giới thiệu cô Lê Xuân Hồng, Phó Hiệu trưởng Trường Trung học Phổ thông Trần Hưng Đạo, tỉnh Tiền Giang. Trân trọng giới thiệu cô Trần Thị Quyền Trang, giáo viên chủ nhiệm lớp 11A2, Trường Trung học Phổ thông Tân An, tỉnh Long An. Trân trọng giới thiệu thầy Nguyễn Văn Bảy, Phó Hiệu trưởng Trường Trung học Phổ thông Phan Việt Thống, tỉnh Tiền Giang. Cùng với sự góp mặt của quý thầy cô, các bậc phụ huynh và các bạn học sinh đến đây để cổ vũ cho chương trình. Và thay mặt ban tổ chức, Hương Giang cũng xin được gửi lời cảm ơn chân thành đến các đơn vị đã luôn đồng hành và hỗ trợ chương trình Đường đến Vinh Quang. Chân thành cảm ơn VNPT Vinaphone Tiền Giang, cảm ơn công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Sở số kiến thiết tỉnh Tiền Giang và cảm ơn báo Mực tím thành phố Hồ Chí Minh là đơn vị đã hỗ trợ thông tin cho chương trình. Một lần nữa cảm ơn các đơn vị rất nhiều. Sau đây chúng ta hãy cùng gặp gỡ 4 gương mặt thí sinh trong cuộc thi ngày hôm nay nhé. Ở vị trí đầu tiên, hãy cùng chào đón bạn Phùng Minh Hải đến từ trường Trung học Phổ thông Thiên Hồ Dương, tỉnh Tiền Giang. Ở vị trí thứ hai, đó là bạn Đào Trường Vĩ đến từ trường Trung học Phổ thông Trần Hưng Đạo, tỉnh Tiền Giang. Ở vị trí thứ ba, đó là bạn Lê Hoàng Phúc đến từ trường Trung học Phổ thông Tân An, tỉnh Long An. Và ở vị trí thứ tư, hãy cùng chào đón bạn Quỳnh Tuấn Kha đến từ trường Trung học Phổ thông Phan Việt Thống, tỉnh Tiền Giang. Và các bạn đã sẵn sàng cho vòng thi đầu tiên và ngay bây giờ sẽ là vòng thi thứ nhất, vòng thi xuất phát. Và ngay sau đây chúng ta hãy cùng gặp gỡ với thí sinh đầu tiên, đó là bạn Minh Hải đến từ trường Trung học Phổ thông Thiên Hồ Dương. Xin được chào Minh Hải. Em xin chào chị và tất cả các mọi người ban tổ chức. Xin hãy bạn chia sẻ một chút đi ha. Thế mạnh của bạn là ở lĩnh vực nào, ở bộ môn nào? Thế mạnh bộ môn thể dục. Bộ môn thể dục ha. Và Hương Giang mong rằng là với kiến thức về lĩnh vực thể dục thể thao thì giúp cho bạn ghi được số điểm tối đa ở các câu hỏi thuộc lĩnh vực này. Và đặc biệt là tất cả các câu hỏi trong chương trình hôm nay sẽ không làm khó bạn. Và sau đây mời Minh Hải chọn bộ đề ở vòng thi đầu tiên này. Minh Hải chọn cho mình bộ đề số 8. 60 giây bắt đầu. Khu vực Đông Nam Á tiếp giáp với các đại dương nào? Thái Bình Dương, Ấn Độ Dương. Đúng. Người ta đo hiệu điện thế tĩnh điện bằng dụng cụ gọi là gì? Voan kế. Sai, là tĩnh điện kế mới đúng. Các bài căn bản công pháp Ngọc Trảm Quyền, Lão Mai Quyền thuộc môn võ thuật nào? Võ Việt Nam. Phải gọi là võ cổ truyền. Trong nhịp 24, nút đen có độ ngân bằng bao nhiêu phách? Một phách. Đúng. Độ dài đường trung tuyến của tam giác bằng 1, khoảng cách từ trọng tâm đến đỉnh của tam giác đó bằng bao nhiêu? Căn 2 phần 2. Bằng 2 phần 3. Chính xác. What country does Kyoto belong to? Japan. Đúng. Tơ hóa học được phân chia thành hai loại là tơ nhân tạo và tơ gì? Tơ bán tổng hợp. Sai, phải là tơ tổng hợp mới đúng. Khi ghép cành cây, việc cắt bỏ tất cả các lá trên cành ghép nhằm hạn chế được. Đúng. Trong năm 1945 ở Đông Nam Á có bao nhiêu quốc gia tuyên bố? Bỏ 2.
Đáp án là 3, Việt Nam, Lào và Indonesia. Vâng, và kết thúc vòng thi đầu tiên này, bạn Minh Hải đã mang về số điểm là 40 điểm. Hãy cùng chúc mừng bạn. Tiếp theo, Hương Giang xin được chào bạn Trường Vĩ đến từ trường Trung học Phổ thông Trần Hưng Đạo. Xin được chào bạn. Em xin chào chị, chào quý thầy cô, quý đại biểu và các bạn học sinh. Trường Vĩ ơi, vừa xem xong phần thi đầu tiên của bạn Minh Hải, bạn thấy vòng thi đầu tiên này như thế nào? Dạ, em một phần cảm thấy hơi hồi hộp và hy vọng mình sẽ làm tốt. Hy vọng rằng Trường Vĩ sẽ làm tốt và hãy tự tin vào điều đó ha. Bạn đã sẵn sàng chưa? Em sẵn sàng. Sẵn sàng, mời bạn chọn bộ đề. Trường Vĩ chọn cho mình bộ đề số 1. 60 giây, bắt đầu. Vào năm 2016, nước nào đã tổ chức trưng cầu dân ý rời khỏi Liên minh châu Âu, EU? Anh. Đúng. Qua mỗi điểm trong điện trường có thể vẽ được bao nhiêu đường sức điện? Vô số. Sai, một và chỉ một. Muay Thái là một võ thuật truyền thống của quốc gia nào? Thái Lan. Đúng. Bài hát Tháng Năm Học Trò do nhạc sĩ Vũ Hoàng và Nguyễn Đức Trung sáng tác, đó là Nguyễn Đức Trung. Tâm cổ phép vị tự biến đường tròn này thành đường tròn kia được gọi là chấm 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 của hai đường tròn. Giao tiếng. Là tâm vị tự mới đúng. How many days does March have? Thôi thì quá. Đúng. Tên của ion halogenua có nhiều nhất trong nước biển? Natri chlorua. Sai, đó là chlorua. Nhiễm sắc thể ở giai đoạn siêu xoắn có đường kính 30 nanomet đang ở mức mấy? Bỏ qua. Đó là mức 3. Thành phần xuất thân của giai cấp công nhân Việt Nam chủ yếu từ giai cấp nào? Nông dân. Đúng. Bánh cu đơ là đặc sản của tỉnh nào? Tỉnh Hà Tĩnh. Biết có một trong hai trạng thái gì? Thưa quý vị, như vậy kết thúc vòng thi đầu tiên này thì bạn Trường Vĩ đã mang về số điểm là 40 điểm. Hãy cùng chúc mừng bạn. Sau đây thì chúng ta hãy cùng trò chuyện với bạn Hoàng Phúc đến từ trường Trung học Phổ thông Tân An, tỉnh Long An. Dạ, em chào chị, quý vị đại biểu, quý thầy cô. Hoàng Phúc ơi, ước mơ của bạn là gì? Dạ, em ước mơ trở thành một thầy giáo. Một thầy giáo? Dạ. Bộ môn nào? Dạ, môn toán. À, môn toán. Ước mơ này được nung nấu từ khi nào và vì sao bạn lại có ước mơ trở thành một giáo viên toán? Dạ, tại em hâm mộ mấy nhà toán học vậy. Vâng, Hương Giang hy vọng rằng là bạn sẽ thực hiện được ước mơ này thôi. Với con đường học tập hiện tại như thế này của bạn ha. Dạ. Và Hoàng Phúc ơi, bạn tự tin ở vòng thi đầu tiên này không? Dạ, em hơi hồi hộp nhưng mà sẽ cố gắng. Cố gắng, nỗ lực hết sức mình nhé. Mời dạ. Bạn chọn bộ đề ở vòng thi đầu tiên này nhé. Bạn Hoàng Phúc chọn cho mình bộ đề số 3. 60 giây, bắt đầu. Nguồn tài nguyên quan trọng nhất ở khu vực Tây Nam Á là? Đúng. Đơn vị đo cường độ điện trường là gì? Ampere. Đáp án là volt trên mét. Wushu là môn võ thuật xuất phát từ quốc gia nào? Sai, là Trung Quốc mới đúng. Bộ phim hoạt hình nhiều tập Tom and Jerry, The Movie do Anh. Quốc gia nào sản xuất? Do Mỹ sản xuất. Phương sai của một bảng số liệu phân bố tần số bằng chính hỏi độ lệch chuẩn bằng bao nhiêu? Đáp án là 3 mới đúng. 2 plus 3 makes. Bỏ qua. Đáp án là 5. Số nhóm amino và carboxin trong một phân tử lysine lần lượt là bao nhiêu? Là 3, 2. Sai, đáp án là 2 và 1. Những loại cây ra hoa khi độ dài của ngày ít nhất 14 giờ gọi là cây gì? Cây ngắn ngày. Sai, ngày dài mới đúng. Năm 1400 đánh dấu sự thành lập của triều đại nào? Đúng. Bánh rén, một đặc sản của tỉnh Bình Thuận được làm từ loại rau củ gì? Bỏ qua. Đó là khoai lang. Các tín hiệu mà bạn nhìn màn hình dùng để đo lường gì trong thông tin? Dữ liệu. Là dung lượng mới đúng. Đo dung lượng mới chính xác. Vâng, và thời gian cũng đã hết. 20 điểm là số điểm mà bạn Hoàng Phúc đã mang về cho mình. Còn bây giờ thì chúng ta hãy cùng trò chuyện với bạn Tuấn Kha đến từ trường Trung học Phổ thông Phan Việt Thống, tỉnh Tiền Giang. Xin được chào bạn. Em chào chị, chào quý vị đại biểu cùng với quý thầy cô và tất cả các bạn ạ. Tuấn Khang ơi, bạn có nhận xét gì về các bạn thí sinh đang cùng thi đấu với mình? Dạ, các bạn cũng khá là nặng ký cho nên em cũng phải tập trung hết sức. Bạn cũng hãy tự tin lên vì mình cũng là một trong những thí sinh giỏi và góp mặt trong chương trình ngày hôm nay. Chúc cho bạn thành công nha. Dạ, mời bạn chọn bộ đề. Tuấn Kha chọn cho mình bộ đề số 6. 60 giây,
bắt đầu. Khu vực nào có vị trí địa lý đặc biệt quan trọng là nơi tiếp giáp? Đáp án đó là Tây Nam Á mới đúng. Đường xuất điện của điện trường đều là những đường như thế nào? Khép kín. Sai, phải là thẳng, song song, cách đều. Sudo là môn võ thuật truyền thống của Nhật quốc Bản nào? Đúng. Câu hát Em yêu phút giây này thầy em tốt nghiệp bạc thêm trích trong ca khúc nào? Bỏ qua. Đó là bài Bụi Phấn. Thống kê điểm môn toán của 7 học sinh là 9, 7, 8, 10, 8, 6, 8. Tìm mốt của các số liệu thống kê trên. 8. Đúng. What is the capital of Germany? Berlin. Đúng. Nguyên tố nào sau đây có tính phi kim yếu nhất, mời bạn chọn. Fluor. Sai, iốt mới đúng. Đột biến gen ở dạng thêm mất hay thay thế một cặp nucleotide còn được gọi là gì? Mất. Được gọi là đột biến điểm mới đúng. Người đứng đầu nhà nước quân chủ được gọi là gì? Tổng thống. Gọi là vua. Bánh cấy là đặc sản tỉnh nào? Tỉnh Thái Bình. Các biểu diễn số chỉ dùng hai ký hiệu 0 và 1 là loại số nào? Số bit. Sai, số nhị phân mới đúng. Tên khai sinh của tảng đài là gì? Rất tiếc và thời gian cũng đã hết rồi. Và 30 điểm là số điểm mà bạn Tuấn Khai đã mang về cho mình. Xin được chúc mừng bạn. Thưa quý vị, như vậy rất là nhanh chóng, vòng thi đầu tiên, vòng thi xuất phát cũng đã khép lại. Như chúng ta thấy, 4 bạn thí sinh cũng đã nỗ lực ở vòng thi đầu tiên này rồi và cũng đã mang về những số điểm như sau. Bạn Hoàng Phúc 20 điểm, Tuấn Kha 30 điểm, 40 điểm là số điểm của bạn Trường Vĩ và bạn Minh Hải. À, vâng, và 4 bạn thí sinh ơi, chúng ta hãy cùng tự tin hơn nữa để có thể bước đến vòng thi thứ 2 với số điểm cao hơn nữa nhé. Và ngay sau đây sẽ là vòng thi thứ 2, vòng thi ra khơi. Bây giờ chúng ta hãy cùng đến với câu hỏi đầu tiên dành cho vòng thi thứ hai này. Vâng, đã hết thời gian rồi. Các bạn thí sinh sẽ đưa ra đáp án của mình. Bạn Minh Hải chọn đáp án là hình B. Bạn Trường Vĩ chọn hình C. Hoàng Phúc và Tuấn Kha đều chọn hình E. Khi những ô vuông ở hình sau được gấp lại thì sẽ tạo thành một khối lập phương, đó chính là hình D. Như vậy là các bạn thí sinh chưa có đáp án nào đúng cả. Chúng ta cùng đến với câu hỏi tiếp theo nhé. Sau đây là đáp án của các bạn thí sinh. Minh Hải đưa ra đáp án đó là D, C, B, A. Bạn Trường Vĩ, bạn sắp xếp là 1, 4, 2, 3. Bạn Hoàng Phúc có đáp án là D, B, A, C. Bạn Tuấn Kha là 1, 3, 4, 2. Vâng, và sắp xếp chính xác như sau: 1D, 2C, 3A, 4B, tức là D, C, A, B. Và các bạn thí sinh sắp xếp như thế này là chưa chính xác, chưa có bạn nào có đáp án đúng cả. Rất tiếc. Chúng ta hãy cùng lắng nghe câu hỏi tiếp theo nữa nhé. Thank you.
Vâng, đã hết thời gian rồi. Các bạn thí sinh sẽ đưa ra đáp án của mình. Minh Hải là 3 trừ 1. Bạn Trường Vĩ là trừ 1 cộng 3. Bạn Hoàng Phúc là 0, 2, 06. Bạn Tuấn Kha là 5 và 2. Ở thí nghiệm vừa xem thì chúng ta thấy là ion Fe3+ có tính oxy hóa mạnh. Do đó thì ion Fe3+ bị ion Y- khử thành ion Fe2+. Và đồng thời thì ion Y- bị oxy hóa thành Y2. Và Y2 thì sinh ra kết quả, sinh ra việc là kết hợp với hồ tinh bột sẽ tạo hợp chất có màu xanh tím. Vậy thì điện hóa trị của ion bị khử và ion bị oxy hóa lần lượt phải là 3 cộng và 1 trừ. Đó mới là đáp án chính xác. Vâng, các thí sinh chưa có đáp án nào đúng cả. Và chúng ta hãy cùng đến với video clip cuối cùng, video clip tiếng Anh. Photo description. Listen, watch and choose A, B, C, D or E. Which information is true about the picture? A. Bill Gates is the CEO of this company. B. Google, in the beginning, was a computer producer. C. Larry Page and Sergey Brin are its co-founders. D. Mark Zuckerberg co-founded this company. E. This only Google headquarter is situated in London. Bạn thí sinh sẽ đưa ra đáp án của mình. Minh Hải chọn đáp án B và ba bạn còn lại Trường Vĩ, Hoàng Phúc và Tuấn Kha chọn đáp án E. Với video clip tiếng Anh này thì chúng ta thấy một hình ảnh và lần lượt nghe các đáp án. Đáp án A, Bill Gates là CEO của công ty này. Đáp án B, Google lúc ban đầu là một nhà sản xuất máy tính. Đáp án C, Larry Page và Sergey Brin là những nhà đồng sáng lập Google. Đáp án D, Mark Zuckerberg đồng sáng lập công ty này. Và đáp án E là đại bản doanh duy nhất của Google nằm tại London. Đáp án chính xác và phù hợp với bức hình mà chúng ta đã thấy, đó chính là đáp án C. Đó là Larry Page và Sergey Brin là những nhà đồng sáng lập Google. Đó mới là đáp án đúng. Và các bạn thí sinh chưa có đáp án nào chính xác cả. Các bạn thí sinh đã vừa trải qua tất cả là 4 video clip và cũng đã khép lại vòng thi thứ 2, vòng thi ra khơi. Và hãy cùng nhìn lại số điểm của các bạn thí sinh. Hoàng Phúc 20 điểm, Tuấn Kha 30 điểm, Trường Vĩ và Minh Hải đồng 40 điểm. Ngay sau đây chúng ta hãy cùng đồng hành với 4 bạn thí sinh bước tiếp đến vòng thi thứ 3, vòng thi vượt sóng. Thưa quý vị và các bạn, ngay sau đây sẽ là vòng thi thứ 3, vòng thi vượt sóng. Và đáp án của vòng thi này đó là một cụm từ gồm có 14 chữ cái tiếng Việt. Hương Giang xin được mời bạn Minh Hải chọn câu hỏi đầu tiên. Thưa chị, em chọn số 4. Bạn chọn hàng ngang số 4. Nếu ABDFG tương ứng với 01359 thì ABAFBJDDA là dãy số nào? Thời gian bắt đầu. Đã hết thời gian, hãy cùng quan sát đáp án của thí sinh. Bạn Minh Hải đưa ra dãy số 01061742. Bạn Trường Vị rất tiếc không có đáp án. Bạn Hoàng Phúc là 010519. Bạn Tuấn Kha với dãy số là 01051359. Đáp án chính xác đó phải là dãy số 01051930.
Không có bạn thí sinh nào có đáp án đúng và rất tiếc cho Hoàng Phúc ha, bạn có lẽ là không kịp thời gian để bạn có thể ghi thêm hai con số nữa. Như vậy chúng ta chưa lật mở được những ký tự đầu tiên ha. Sau đây mời bạn Trường Vĩ chọn câu hỏi tiếp theo. Thì em xin chọn hàng ngang thứ hai. Bạn chọn hàng ngang số 2. Trong tình quê xứ Nghệ càng thêm yêu câu hát dân mà thương. Và câu hỏi dành cho các bạn, đây là nghệ thuật dân ca truyền thống của đồng bào Hà Tĩnh và .. Thời gian bắt đầu. Hãy cùng quan sát đáp án của thí sinh. Minh Hải với đáp án là Nghệ An, Trường Vĩ Đà Nẵng, Hoàng Phúc Phú Yên, Tuấn Kha là Quan Họ. Chúng ta vừa nghe một đoạn của một cái ca khúc thuộc dân ca truyền thống, và đây chính là nghệ thuật dân ca truyền thống của đồng bào Hà Tĩnh và Nghệ An. Như vậy, Hiên xin được chúc mừng cho bạn Minh Hải đã đưa ra đáp án hoàn toàn chính xác. Và với đáp án đúng này, các bạn bắt đầu lật mở các ký tự như sau. Đó là chữ X và hai chữ Y ngắn. Vâng, như vậy chúng ta đã nghe được tiếng chuông từ phía bạn Tuấn Kha. Bạn đã nhấn chuông khi các ký tự đầu tiên được lật mở. Tuấn Kha ơi, bạn tự tin với tiếng chuông của mình không? Dạ, em tự tin ạ. Tự tin. Mời bạn đưa ra đáp án nhé. Đáp án của em là Soviet Nghệ Tĩnh. Bạn đưa ra đáp án là Xô Viết Nghệ Tĩnh. Xô Viết Nghệ Tĩnh. Mới chỉ có 3 ký tự được lật mở thôi, bạn dựa vào yếu tố nào mà bạn lại nghĩ rằng đây là Xô Viết Nghệ Tĩnh? Dạ, thứ nhất là thời gian năm 1930 và xảy ra ở Nghệ An ạ. Và bạn thấy rằng các ký tự cũng khớp với đáp án của bạn đúng không? Dạ đúng ạ. Hương Giang thấy bạn rất là tự tin. Và chúc mừng bạn, đây là đáp án chính xác. Và đáp án của vòng thi thứ 3 này đã được bạn Tuấn Kha tìm ra, đó chính là Xô Viết Nghệ Tĩnh. Quý vị và các bạn thân mến, Xô Viết Nghệ Tĩnh là tên gọi chỉ phong trào đấu tranh của lực lượng công nông ở Nghệ An và Hà Tĩnh trong năm 1930-1931 chống lại đế quốc Pháp tại Việt Nam. Phong trào này được mở đầu bằng cuộc biểu tình vào ngày 1 tháng 5 năm 1930 của công nhân khu công nghiệp Bến Thủy và nông dân thuộc năm xã ven thành phố Vinh. Và sau đó thì nhiều cuộc biểu tình bãi công đã nổ ra và lan rộng rất là nhiều nơi. Đến tháng 9 năm 1930 thì dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Đông Dương, nhiều tổ chức nông hội đã đấu tranh thắng lợi và đã kiểm soát thành lập chính quyền mới dưới hình thức giống như Xô Viết. Tuy vậy thì những chính quyền kiểu này chỉ tồn tại sau 4 đến 5 tháng do bị chính quyền của thực dân Pháp phối hợp với chính quyền địa phương của triều đình nhà Nguyễn trấn áp, làm cho nó tan rã và giải thể đi. Xô Viết Nghệ Tĩnh được đánh giá đó là đỉnh cao của phong trào cách mạng trong những năm 1930-1931. Và một lần nữa thì Hương Giang xin được chúc mừng cho bạn Tuấn Kha đã tìm ra đáp án ở vòng thi thứ 3 này. Và với việc tìm ra đáp án, chúng ta cũng đã khép lại vòng thi thứ 3 và số điểm của các bạn thí sinh như sau. Bạn Hoàng Phúc 20 điểm, Trường Vĩ 40 điểm, bạn Tuấn Kha 80 điểm và Minh Hải là 60 điểm. Như chúng ta thấy là bạn Tuấn Kha với việc tìm ra đáp án ở vòng thi thứ 3 này cũng đang tạm thời vươn lên dẫn đầu. Và chúng ta vẫn còn một vòng thi nữa. Hãy cùng đồng hành với bốn bạn bước tiếp đến vòng thi cuối cùng, vòng thi Vinh Quang. Ngay sau đây sẽ là vòng thi cuối cùng, vòng thi Vinh Quang. Hân Giang xin được mời bạn Minh Hải cho câu hỏi đầu tiên. Thôi chị, em chọn gói 20 điểm kho C. Bạn chọn gói câu hỏi 20 điểm kho C. Đây là một câu hỏi địa lý.
vùng biển mà tại đó nhà nước ta có chủ quyền hoàn toàn về kinh tế nhưng vẫn để cho các nước khác được đặt ống dẫn dầu, dây cáp ngầm và tàu thuyền máy bay nước ngoài được tự do về hàng hải và hàng không như công ước quốc tế quy định, được gọi là gì? Thời gian bắt đầu. Đã hết thời gian, các bạn thí sinh sẽ đưa ra đáp án của mình. Bạn Minh Hải, đáp án của bạn có lẽ là vùng đặc quyền kinh tế đúng không? Nhưng mà đáp án của bạn được hiện lên cũng như là bạn gõ đáp án là chưa hoàn chỉnh. Bạn Trường Vĩ đưa ra đáp án là đặc quyền kinh tế. Bạn Hoàng Phúc thì đáp án của bạn là chưa hoàn chỉnh ha. Bạn Tuấn Kha với đáp án là thêm lục địa. Đáp án chính xác đây được gọi là vùng đặc quyền kinh tế. Như vậy với đáp án của bạn Trường Vĩ thì đáp án này là chính xác. Bạn Minh Hải thì rất tiếc cho bạn ha. Sau đây thì Hương Giang xin được mời bạn Trường Vĩ chọn câu hỏi. Dạ em xin chọn gói 10 điểm câu C. Bạn chọn gói câu hỏi 10 điểm câu C. Đây là một câu hỏi lịch sử. Cơ quan ngôn luận của Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam là tờ báo gì? Thời gian bắt đầu. Chúng ta hãy cùng theo dõi đáp án của các thí sinh. Bạn Minh Hải đưa ra đáp án đó là báo Nhân dân, bạn Trường Vĩ là báo Thanh niên, Hoàng Phúc là báo Đảng và bạn Tuấn Kha đưa ra đáp án là báo Thanh niên. Cơ quan ngôn luận của Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam đó chính là tờ báo Nhân dân. Vâng và xin được chúc mừng cho bạn Minh Hải đã đưa ra đáp án chính xác nhé. Và bây giờ là lượt lựa chọn câu hỏi dành cho bạn Hoàng Phúc, mời bạn. Dạ em chọn kho 20, câu 20 kho A. Bạn chọn gói câu hỏi 20 điểm kho A. Một câu hỏi hóa học. Mỗi phân tử non 1N có chứa bao nhiêu nguyên tử? Thời gian bắt đầu. Đã hết thời gian, các bạn thí sinh sẽ đưa ra đáp án. Minh Hải với đáp án là 25, Trường Vĩ là 1, Hoàng Phúc là 27 và Tuấn Kha là 3. Có một đáp án đúng. Xin được chúc mừng cho bạn Hoàng Phúc với đáp án chính xác đó là 27. Và bây giờ mời Tuấn Kha chọn câu hỏi. Dạ, em lựa chọn kho B 10 điểm. Bạn chọn gói câu hỏi 10 điểm kho B. Một câu hỏi từ bộ môn thể dục. Lĩnh vực thể dục thể thao. Kể tên hai quốc gia châu Á đã từng tổ chức vòng chung kết World Cup. Thời gian bắt đầu. Ta cùng quan sát đáp án của thí sinh. Minh Hải với đáp án là Nhật Bản, Hàn Quốc. Trường Vĩ là Việt Nam, Thái Lan. Hoàng Phúc với đáp án là Iran, Nhật Bản. Và Tuấn Kha với đáp án là Hàn Quốc, Nhật Bản. Hai quốc gia châu Á đã từng tổ chức vòng chung kết World Cup đó chính là Hàn Quốc và Nhật Bản. Xin được chúc mừng cho hai bạn, bạn Minh Hải và bạn Tuấn Kha đã đưa ra đáp án đúng.
Và như vậy chúng ta hãy cùng quay trở lại lượt lựa chọn câu hỏi dành cho Minh Hải. Mời Minh Hải chọn câu hỏi. Em chọn gói 20 điểm kho C. Bạn chọn gói câu hỏi 20 điểm kho C. Và chúng ta còn có ngôi sao hy vọng ha. Các bạn đừng quên ngôi sao hy vọng nhé. Số điểm hiện tại của bạn là 70. Bạn không chọn ngôi sao hy vọng. Và chúng ta hãy cùng đến với nội dung câu hỏi. Điện từ còn thiếu vào hai câu thơ sau. Người đến hát khi chấm chấm chấm, kéo thuyền vượt thác, gợi trăm màu trên trăm dáng sông xuôi. Thời gian bắt đầu. Các bạn thí sinh sẽ đưa ra đáp án của mình. Minh Hải cho rằng đó là từ sóng, Trường Viễn thì không có đáp án, bạn Hoàng Phúc là sóng lớn, bạn Tuấn Khai là chiều tối. Hai câu thơ hoàn chỉnh như sau. Người đến hát khi chèo đò, kéo thuyền vượt thác, gợi trăm màu trên trăm dáng sông xuôi. Từ điền vào phải là từ chèo đò. Nhưng vâng, rất tiếc là các bạn thí sinh chưa có đáp án đúng. Hân Giang xin được mời bạn Trường Viễn chọn câu hỏi tiếp theo. Kho C 10 điểm. Bạn chọn gói câu hỏi 10 điểm kho C. Một câu hỏi địa lý. Biết diện tích của Hoa Kỳ là 9.831,5 km vuông và số dân giữa năm 2018 là 327,2 triệu người. Hỏi mật độ dân số Hoa Kỳ thời điểm đó là bao nhiêu? Thời gian bắt đầu. Ta cùng theo dõi đáp án của các bạn thí sinh nhé. Minh Hải đưa ra đáp án là 333 người trên km vuông. Bạn Trường Vĩ là 33 người trên km vuông. Bạn Hoàng Phúc cũng có đáp án là 33 người trên 1 km vuông. Tuấn Kha với đáp án là 34. Đáp án chính xác. Mật độ dân số Hoa Kỳ thời điểm đó sẽ là 33 người trên km vuông. Như vậy thì xin được chúc mừng cho hai bạn, bạn Trường Vĩ và bạn Hoàng Phúc đã đưa ra đáp án chính xác. Sau đây Hương Giang mời Hoàng Phúc chọn câu hỏi. Dạ, 20 điểm kho A. Bạn chọn gói câu hỏi 20 điểm kho A. Một câu hỏi từ môn sinh và công nghệ. Tổng lượng chất khô tích lũy được trong mỗi ngày trên 1 hecta gieo trồng trong suốt thời gian sinh trưởng được gọi là gì? Thời gian bắt đầu. Sau đây là đáp án của các bạn thí sinh. Minh Hải với đáp án là năng suất sinh học, Trường Vĩ là năng suất, Hoàng Phúc sinh khối và Tuấn Kha là dinh dưỡng. Tổng lượng chất khô tích lũy được trong mỗi ngày trên 1 hecta gieo trồng trong suốt thời gian sinh trưởng được gọi là năng suất sinh học. Đó mới là đáp án đúng. Như vậy thì xin được chúc mừng cho bạn Minh Hải đã đưa ra đáp án chính xác. Và bây giờ mời Tuấn Kha chọn câu hỏi. Em xin lựa chọn kho B 10 điểm. Bạn chọn có câu hỏi 10 điểm kho B. Đây là một câu hỏi tiếng Anh. What continent does Belgium belong to? Thời gian bắt đầu. Thank you.
Đã hết thời gian, các bạn thí sinh sẽ đưa ra đáp án của mình. Bạn Minh Hải với đáp án là Asia, bạn Trường Vĩ là Europe, bạn Hoàng Phúc là 22 tháng 3, bạn Tuấn Kha là Russen. Câu hỏi là nước Bỉ thuộc châu lục nào? Thì đáp án đó chính là Europe, là châu Âu. Và Hương Giang xin được chúc mừng cho bạn Trường Vĩ đã có đáp án chính xác ở câu hỏi này. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy thì đến đây chúng ta cũng đã tìm ra được người chiến thắng của cuộc thi tuần thứ 2 của tháng thứ 6 năm học 2020-2021. Và người chiến thắng của cuộc thi ngày hôm nay xin được chúc mừng cho bạn Tuấn Kha đến từ trường Trung học Phổ thông Phan Việt Thống với tổng số điểm là 85 điểm. Xin được chúc mừng. Và về nhì đó là bạn Minh Hải đến từ trường Trung học Phổ thông Thiên Hồ Dương, 80 điểm. Và cùng đồng hạng 3 đó là hai bạn, bạn Trường Vĩ đến từ trường Trung học Phổ thông Trần Hưng Đạo, 75 điểm. Và bạn Hoàng Phúc đến từ trường Trung học Phổ thông Tân An, 40 điểm. Một lần nữa thì xin được chúc mừng cho bạn Tuấn Kha đã giành chiến thắng ở cuộc thi hôm nay. Và mời các bạn cùng tiến ra phía trước để nhận giải. Trân trọng kính mời cô Huỳnh Thị Phượng, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tiền Giang. Và trân trọng kính mời ông Trương Quốc Tuấn, đại diện VBT Vinaphone Tiền Giang sẽ lên trao thưởng cho các bạn thí sinh. Trân trọng kính mời. Một niềm tin chiến thắng cùng vươn lên phía trước để đi tới chân trời khoa học, để mơ ước vươn tới tương lai. Vượt lên từ ý chí, bạn ơi hãy tích lũy cùng khám phá, chinh phục ước mơ, cùng nhau về đích ta luôn mong chờ. Vâng, một lần nữa chúng ta hãy cùng chúc mừng cho Tuấn Kha đã giành chiến thắng ở cuộc thi tuần thứ 2 tháng thứ 6 này. Và chúng tôi xin được trân trọng cảm ơn cô Quỳnh Thị Phượng và trân trọng cảm ơn ông Trương Quốc Tuấn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt.